Shop Orange, the best deal in town. 877-808-6470. Julie xin được trở lại với sự góp mặt của tất cả các em trong tổng hội, đại diện cho tổng hội sinh viên cho hội chợ Tết sinh viên năm nay. Và cái phần cuối cùng thì chúng ta sẽ nói chuyện với một thành viên trong ban quảng bá, đó là em Diệp Nguyễn. Cái vai trò của Diệp phụ với lại Minh. Dạ, thì vai trò chính của con là giúp Minh và một bạn nữa tên là Chris, là hai director của marketing team. Ok. Dạ, thì... Và cái công việc của Diệp nó có phụ với Minh như thế nào? Dạ, chẳng hạn... Và đã đạt được những kết quả nào? Minh và Chris thì sẽ chia ra những cái công việc cho các nhóm nhỏ. Thì những cái nhóm nhỏ đó thì mỗi nhóm nhỏ sẽ có một cái người gọi là leader. Thì leader sẽ giao việc cho tụi con. Qua những cái sinh hoạt của các em, quý vị thấy là chẳng những các em đã bỏ hết tất cả những thì giờ và các em còn thể hiện được cái leadership, tức là cái tinh thần lãnh đạo. Và ngoài cái tinh thần lãnh đạo, các em còn thể hiện được cái là teamwork, phải không? Cái teamwork đây mà chúng tôi muốn nói đến là cái sự chia sẻ công việc cho đồng đều cho mọi người trong cái mỗi cái vai trò của các em, và các em đã đạt được và đã thực hiện được cái vai trò của các em mà không có một cái sự chi phối hoặc là một cái sự đòi hỏi về một vấn đề gì hết. Thì ngoài những cái khuôn mặt này, các em có cần thêm volunteer nữa hay không? Dạ vâng, thì hội Tết sinh viên năm nay thì theo như em được biết thì chúng em hiện giờ đã đóng cái danh sách để cho các em tình nguyện rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn đóng như đóng góp những cái đồ ăn hoặc là thức uống cho các em tình nguyện viên thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của văn phòng là 714-890-1418, 890-1418, hoặc vào trang nhà hoichoitet.com để biết thêm chi tiết. Ok, có một câu mà Julie cũng hơi thắc mắc một chút. Như nãy Julie nói là 6 đồng một bé mà cho đi 3 ngày lỗ rồi. Lỗ quá sức lỗ rồi. Bây giờ đó, ví dụ bây giờ mà cô muốn đi 2 ngày thì hoặc là 3 ngày thì mỗi ngày cô phải đóng 6 đồng hay sao? Dạ, nếu mà quý vị đi mua một... Julie đang đề gấu xé cho quý vị đó. Dạ, xin cảm ơn cô Julie, cô Duy đúng là hài hước thiệt. Thì giống như khi mà quý vị mà mua cái vé 3 ngày thì chúng em sẽ tiết kiệm rất là nhiều. Thì mình mua một vé một ngày là 6 đồng, nếu mà mua 3 ngày tính ra là 18 thì chúng em có một cái giá đặc biệt là 12 đồng khi mà quý vị mua ở trên mạng. Mà khi mà quý vị mua ở trên mạng như vậy thì quý vị sẽ có một cái cơ hội trúng một chiếc vé máy bay từ hãng hàng không EVA Airlines sẽ đi khắp Á Châu, thưa quý vị ạ. Khắp Á Châu không nhất thiết là một quốc gia nào hết. Không nhất thiết, quý vị có thể đi Việt Nam, đi Campuchia, Indonesia hoặc là những cái đất nước trong châu Á Châu của mình. Dạ, thưa quý vị, khi quý vị vào online để đặt mua vé, nó mình gọi là một cái pass đi nhé. Một cái pass là cho 3 ngày mà chỉ có 12 đồng mà thôi. Trong khi nếu mà quý vị đi một ngày thì là 6 đồng. Quý vị ơi, có rất là nhiều cái tiết mục mà quý vị phải đi. Cá nhân Julie phải trở lại 2 ngày thì mới đi hết được cái vòng luẩn quẩn ở trong đó. Tuy nhiên, khi mà chúng ta đến đó rồi đó, quý vị sẽ tìm lại được những cái hương vị của người Việt Nam, như cái quán đầu làng hoặc là ông đồ, phải không? Dạ, ông rồi. Đồ dạ, vẽ vâng. Những cái biểu quyết, những cái miếng chanh, hoặc là có những cái tiết mục là thầy bói. Dạ, vâng. Wow. nhiều tiết mục lắm thưa quý vị. Và có những cái tiết mục nào cho các em không? Dạ vâng, thì chúng em hôm nay có rất là nhiều tiết mục, thì lát hồi nữa em sẽ cho Diệp sẽ nói về các cuộc thi. Diệp nói ngay thì hết lát hồi rồi. Nhưng mà giờ rồi. Các em thì ở trong kỳ hội chợ này thì là có đưa ra một cái cuộc thi dành cho các em nhỏ từ 4 đến 11 tuổi. Gọi là cuộc thi Children's Pageant. Thì là các em có cơ hội được mặc các cái quốc phục của Việt Nam, chẳng hạn như là mặc những cái đồ trang phục truyền thống như áo ba ba, áo tứ thân, áo dài, hoặc là những cái trang phục khác cũng không giới hạn. Và các em thì có cơ hội để biểu diễn tài năng của mình, chẳng hạn như là ca hát, nhảy múa hay là kể chuyện. Vẫn phải ghi danh trước phải không? Dạ, phải ghi danh trước và bố mẹ phải ký tên để cho phép các em đi thi. Và đặc biệt là bất cứ em nào đi thi đều được có giải thưởng cả. Nhưng mà các em đi thi có phải mua vé mua không? Những người đi thi thì không cần phải mua vé. Julie đang bên cạnh những cái gì mà chị Diệp vừa nói thì cũng em có những cái action craft, giống như những cái đồ thủ công ở trong làng Việt Nam, và cũng giống như là các hình ảnh, và hiện giờ chúng em cũng rất
chúng em cũng rất cần cái sự hỗ trợ của quý vị cũng như các show trước mà anh Billy vừa nói, tức là nếu quý vị có những cây cọ, cây lá chuối hoặc là các cây thảo mộc thì xin quý vị sẽ liên lạc qua hai qua số điện thoại của phòng là 714-890-1418 và xin liên hệ đến em Jerry Huỳnh và em Rick Đoàn để biết thêm chi tiết. Kính thưa quý vị ạ. Julie nhớ là năm ngoái cô bạn của Julie cho các em mượn rất là nhiều hoa. Mà quý vị biết không, sau khi các em làm xong rồi, các em đem trả lại, mà chẳng những trả lại một cái hoa mà đem cả một vườn hoa lại cho nhà chủ Thi Linh, mà Thi Linh không biết làm cách nào để mà giữ được. Và chắc chắn thì là những quý vị, nhất là những quý vị, các bác thường hay trồng cây, trồng hoa ở nhà, có những cái loại cây hồng hoặc là cho các em mượn. Julie bảo đảm với quý vị là các em sẽ chăm sóc và giữ gìn bảo quản rất là cẩn thận để khi mà đến mượn như thế nào thì lúc mà đến trả thì cũng nguyên vẹn hình hài như vậy. Quý vị không cần phải lo lắng, tại vì quý vị thấy là các em rất là có trách nhiệm trong công việc làm của các em. Tre đó thì là các em sẽ, nếu nhà nào mà có tre thì các em sẽ đến tự chặt hay sao? Dạ, có thể cho quý vị chặt, mà có thể chúng em sẽ vận chuyển đến hội Tết sinh viên dùng cho quý vị. Thì có thể chúng mỗi nhà mỗi loại tre khác nhau thì có thể quý vị sẽ rành hơn chúng em. Có thể quý vị sẽ lo về việc chặt thì chúng em sẽ lo về việc vận chuyển cho quý vị. Julie biết là có nhiều nhà đó thấy tre mọc thấy sợ luôn mà không biết làm sao để cắt, thì đây là cơ hội đó thưa quý vị. Đây là cơ hội để quý vị có thể get rid of it, hoặc là bỏ đi mà không phải kêu thợ cắt vườn, cắt trả tiền, trả tiền cho người cắt cỏ hay cắt vườn để mà chặt. Và trong khi đó là quý vị cũng có thể giúp cho các em để thực hiện được một cái làng Việt Nam đúng theo cái đúng tiêu chuẩn mà các em đã mong muốn. Và quý vị phải đến đó thì mới thấy được những cái hình ảnh mà các em đã rất là bỏ rất là nhiều công để mà gây dựng nên từ một cái đất bãi đất trống để mà các em có thể tạo thành một cái làng Việt Nam. Quý vị phải đến để mà xem, đến để mà tham dự thì quý vị mới thấy rằng những lời của Julie nói không có sai là tí nào cả. Và cũng rất mong là quý vị hỗ trợ cho các em. Chẳng lẽ quý vị nhìn những khuôn mặt này mà không hỗ trợ được thì cũng hơi... Giống như quý vị thấy đó thì làng Việt Nam đã có hội tụ cả Bắc, Trung, Nam. Thì hôm nay quý thì vị ngày đã... hôm nay quý vị cũng thấy trong đây. Huế, Sài Gòn, Hà Nội ở trong đài ở đây. Dạ vâng, đây là tiêu biểu của nước Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại, tiêu biểu của thế hệ nối tiếp của chúng ta. Và mong rằng quý vị bắt đầu kêu gọi, mời mọc thân bằng quyến thuộc, những người trong California hoặc những bạn có dự định về thăm viếng California trong những ngày Tết, đây là cơ hội để chúng ta có thể đoàn tụ lại với nhau, gặp nhau tại hội chợ Tết để mà chúng ta có thể ăn những món ăn Việt Nam, ăn những món ăn thuần túy của người Việt Nam của chúng ta, hoặc có những món ăn của những quốc gia khác nữa, phải không? Đó, và đồng thời cũng cho các con em mình có những cái trò chơi, mình có những cái trò chơi nào cho các em, giống là mấy cái Ferris wheel hay là những cái rides. Có không? Dạ vâng. Dạ có. Dạ, có phải không? Dạ. Những cái ride đó mình có cần phải mua vé trước không hay là mình mua ngay đó? Mua tại ngay cái chỗ mà khi mà mấy em chơi những trò chơi thì chúng em sẽ có cái cổng bán vé, thì chúng em tùy theo trò chơi chúng em sẽ mua vé trước. Ok. Dạ. Sở dĩ hỏi vậy là mình mua trước mình có được discount không? Cô Julie là không có pay full price. Dạ. Cô Julie là... Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị có dự định cho các con em mình đi những cái trò chơi thì cũng rất là cẩn thận. Thứ nhất là luôn đem áo lạnh cho các em. Những quý vị cao niên đem áo lạnh nếu mà chơi tới thức khuya thì vì trời có thể lạnh và buổi trưa rất là nóng, có thể nóng, cho nên mang theo dù, mang theo nước uống. Tuy nhiên trong đó cũng có bán nước. Việc quan trọng vẫn là những vị cao niên xin nhớ mặc quần áo không quá nóng cho buổi trưa. Tuy nhiên vẫn phải đem theo áo lạnh nếu mà quý vị có dự định ở đó chơi cho đến tối, thì khi trời lạnh thì chúng ta không có bị cảm. Và các em, quý vị cũng nên nhớ là cho các em đội nón và đem nước uống cho các em, và món ăn cho những người bị tiểu đường thì có những cái món ăn cần thiết để đem theo, để khi mà đường xuống thì quý vị có thể có những món ăn ngay lập tức thay vì phải đứng xếp hàng để mua những món ăn đó. Cảm ơn các em rất là nhiều và chúc các em thành công. Dạ vâng, cảm ơn cô. Hai ba mình nói tổng hội sinh viên. Okay, ready, 1, 2, 3. Tổng hội sinh viên chúc mừng năm mới. Vâng, cảm ơn các em rất là nhiều và cảm ơn sự theo dõi quý vị. Julie mong rằng sẽ gặp với quý vị trong những ngày hội chợ Tết. Và theo như chương trình thì Julie sẽ làm MC trong làng Việt Nam từ 12 giờ cho tới 4 giờ ngày thứ Bảy. Hy vọng là sẽ gặp quý vị trong ngày thứ Bảy. Ngoài ra những ngày thứ Bảy và Chủ nhật
là hai ngày rất là quan trọng, và xin quý vị hỗ trợ giúp cho các em đóng góp nước và thức ăn cho các tình nguyện viên, vì các em làm việc rất là cực nhọc thưa quý vị. Cảm ơn sự theo dõi quý vị, và xin hẹn quý vị cùng đến với Tổng hội Sinh Tết, hội trợ Tết Tổng hội Sinh viên vào ngày 27, 28 và 29 tháng 1 tới đây. Đóng góp, mọi đóng góp và chia sẻ xin quý vị liên lạc với văn phòng, số điện thoại một lần nữa thật là nhanh. 714-890-1418 714-890-1418 hoặc vào trang nhà là hoichotet.com. Xin cảm ơn sự theo dõi quý vị, và kính chúc quý vị cùng gia đình một tuần lễ an lành và hạnh phúc, nhất là luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.